Shop Phụ Tùng Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì đối với một số anh em thì chúng ta đi xe rất là ít. Dạng như anh em làm những cái công việc như là văn phòng hay là làm những công việc tại nhà thì việc anh em chúng ta chạy xe ra đường thì nó ít. Chúng ta sẽ ít để ý đến một số cái chi tiết ở trên xe. Tuy nhiên với một số anh em chúng ta chạy xe nhiều, ví dụ như anh em giao hàng, như anh em Grab hay những anh em chúng ta làm những cái nghề vận tải hoặc là anh em di chuyển liên tục như là anh em làm công trình này kia thì anh em cần đi xa, đi lâu, hoặc là những anh em chúng ta hay đi du lịch bằng xe máy thì anh em thường để ý tới những cái chi tiết rất là nhỏ để cái xe anh em vận hành nó êm ái. Và trong những cái chi tiết đó thì không thể nào bỏ qua đó là cái bố thắng anh em ha, cái bộ thắng của anh em. Thì như anh em biết thì trên xe là cái bộ phận mà được xài nhiều cũng như là nó đảm bảo cái sự an toàn cho mình, đó chính là cái bộ phận thắng anh em ha, bộ phanh thắng. Thì nếu mà một chiếc xe bình thường anh em thì nếu như mà anh em chúng ta sử dụng lâu thì đương nhiên là những cái thắng này nó phải sờ mòn. Mà thường thì anh em chúng ta hay có một cái tâm lý đó là thì nếu như nó mòn thì anh em tấp vào tiệm sửa xe, anh em mua một cái bộ anh em thay vào cho người ta tự thay, là mình chỉ có việc đi thôi. Tuy nhiên anh em quên mất đi một điều, đó là thường thì ở trong các cái tiệm sửa xe họ chỉ có những cái loại bố thắng phổ thông thôi. Và những cái loại đấy thì đã nói thẳng với anh em là cái độ bền và cái độ chuẩn xác của nó thì không quá cao đâu. Có nghĩa là nếu mà đã là cái loại phổ thông thì người ta sẽ ít quan tâm tới cái độ bền của nó, người ta chỉ quan tâm chủ yếu là cái giá thành thôi. Đó thì việc như vậy đó thì nó sẽ tạo lên cho anh em một cái tâm lý, đó là anh em quen rồi thì không có sao. Tuy nhiên là nếu như anh em để ý thì chúng ta đi xe nhiều thì anh em thắng nhiều thì một số cái bố thắng tuy là mới thay đâu, khoảng được một vài tháng thôi là nó đã bị kêu và nó đã không còn ăn nữa rồi. Thì do là cái bố đó nó không có chất lượng, cũng như là cái bố đấy thì nó sẽ không có ăn đùm, ai gọi là ăn đùm, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là anh em thắng nó không ăn, chạy nó rất là nguy hiểm luôn. Dạng như anh em mà chạy 60 mà có dạng như đi qua đường mà có một chó một con mèo này kia, anh em thắng là nó không ăn luôn, nó lết đi luôn. Còn ví dụ như đây trên tay đang là một cái bộ bố thắng DID của Thái này. Cái bộ bố thắng này đã nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan về luôn, và thương hiệu DID là một thương hiệu rất là lớn. Nếu anh em chúng ta chơi xe thì chắc chắn anh em biết cái thương hiệu này rồi. Nó phục vụ từ những cái xe như là xe cúp, xe Trung Quốc cho tới những cái xe mà hạng sang, ví dụ như là SH hay là các cái dòng xe Tayco như Exciter, Winner này kia, nó đều có cái sản phẩm phục vụ nha. Trải dài từ cái tầm giá thấp cho tới cao cấp. Đấy, thì hôm nay trên tay đã đang là một cái bộ bố thắng đùm nha anh em nha, của cái dòng xe Rimway. Thì anh em có thể mua về thay tháng trước hay tháng sau đều được. Đó thì mình có thể mình mua về để mình sắm sửa cho chiếc xe mình để cho nó an toàn hơn, thắng nó an toàn hơn, nó ít bị không ăn, ít bị trượt đi thì rất là nguy hiểm nha anh em. Dạ như nhiều anh em, mà đặc biệt anh em đi hay đi đường xa đó, dạ như anh em đi về quê hay là anh em đi chơi du lịch thì chúng ta nên có một cái bộ thắng nó ăn một chút xíu, nó đỡ nguy hiểm cho mình hơn. Dạ nhiều lúc cái đường nó thẳng mình cũng muốn chạy nhanh một chút xíu, khoảng 60-70 gì đó. Tuy nhiên là đôi khi mà mình không có tự tin để chạy vì xe mình thắng không có ăn thì cũng rất là nguy hiểm. Thậm chí là có nhiều anh em là chúng ta bị cái việc mà thắng sau nó không ăn anh em. Vì có một số cái bố thắng anh em khi mà nó gắn vô xe xong á là nó hết ăn đúng không, thì nó phá luôn cái đùm, nó phá hư cái đùm luôn. Thành ra là cái đùm lúc đó nó không còn ăn nữa, nó không còn ăn bố nữa, có thay bố mới thì nó cũng vậy. Thì rất là nguy hiểm luôn. Mà thắng một tháng trước không thì anh em biết rồi, cái tháng trước mà anh em chỉ cần bóp gắn gấp một phát là nó té ngay. Cho nên là cái tháng sau nó rất là quan trọng. Và đặc đấy thì một bộ như vậy là bán là 120.000 một bộ nha. Chính hãng DID Thái Lan. Anh em mua về là anh em sử dụng cực kỳ ngon luôn. Này là thắng đùm nha anh em, có thể gắn được cho các dòng Rimway gắn chung nha. Đó, xe nào mà dạng như là không có thắng đĩa hay thắng đùm trước sau luôn thì anh em mua hai bộ về gắn cho xe chỉ có 240 thôi. Còn một bộ nó chỉ có 120 thôi. Thì nếu như mà với cái giá thị trường bây giờ mà anh em ra tiệm anh em thay một bộ bố thắng á thì một bộ bố người ta lấy anh em khoảng 60-70 và thêm tiền công thay 50 nó cũng khoảng 100+ rồi. Thì thôi anh em có thể chúng ta mua cái bộ này, nó chất lượng hơn, về anh em tự thay ở nhà cũng được. Đó, không có mất mát gì hết, thay rất là đơn giản luôn. Anh em chỉ cần bỏ cái bố thắng cũ ra, thay bố thắng mới gói lại và ráp cây cốt vào vặn ốc là xong, không có phức tạp gì hết nha anh em nha. Đó thì 120.000 một bộ, anh em nào muốn lấy lẻ hoặc lấy số lượng có thể liên hệ với shop mình nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Số điện thoại của mình ở phía dưới góc màn hình, anh em có thể muốn mua hoặc là đặt hàng hoặc là có nhu cầu tư vấn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại đó, đầy đủ Zalo cho anh em luôn. Ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình để mua bộ 4 tháng này nha. Đầu tiên là cam kết với anh em bộ này là chính hãng nhập khẩu Thái Lan trực tiếp. Thứ hai là bao anh em sử dụng cực kỳ ngon. Và thứ ba là cái độ bền nó cực cao luôn, anh em xài sẽ rất là ok và bền, tiết kiệm cho anh em chứ không phải là xài 1-2 tháng là phải thay nha. Bộ này mình cam kết xài ít nhất nửa năm. Ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.